Vâng, em chào các bác. Thì sau đây em quay video chi tiết con QRX7001. Đây là dòng được nâng cấp và được thừa hưởng từ model 881 lần danh. Thiết kế thì nó phóng to lên của con 881. Thì em này trang bị 4 cầu loa, công suất khủng chạy 8 xò xét. QRX7001, con này các bác ghép với những dòng loa cổ hoặc là những dòng loa Mỹ, Nhật, Âu, bass 40 loa lại nha. Con này đẹp long lanh luôn nha. Mời các bác cùng xem chi tiết từ núm nút cho đến là thùng gỗ này, rồi tí nữa em sẽ mở bên trong các bác cùng xem những con âm ly tuyển về, hàng chất bãi về nha các bác. Mời các bác cùng xem. Con này trưng bày với những cặp loa cổ như là 99A và những dòng Sansui 5.5, 4.5, bass 40, mic võng thì cực kỳ tuyệt vời. Phối ghép trên nó là một AK hay là cái đầu đét, nữa là quá hộp gô, một xi phao mã các bác. Phía bên hông là hai ốp nhôm đặc trưng. Máy cực đẹp, các bác có thể xem trên điện thoại hoặc là TV. Còn phía trên nắp gỗ của nó là đẹp kiến công luôn nha, gọi là đẹp trăm hết cuộc tình. Con này thì giá nó 19 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship nha. Con này đều trang bị, nó hàng xuất Mỹ, đều trang bị 4 cầu điện nha các bác. Đường tín hiệu đầu vào 4 trạm loa rất là mới, seri là 1452 này. 4 cầu điện, cái đây là phần chuyên điện nha các bác. Dòng này các bác khi cho các bác chơi được 2 kênh và 4 kênh luôn, rất là tiện nha. Nghĩa là chỉnh cho hai cặp loa riêng biệt rất là hay. Các bác muốn xài điện 220 thì mở cái này ra và chuyển theo mũi tên theo hướng điện nha. Công suất là 220W nhân 4 lên nha các bác. Bác nếu mà các bác chơi 2 kênh thì nó rơi vào là hơn 400W. Rất là khỏe nha, chỉnh bát chép cho từng loa luôn, rất là tiện. Lo nét đầy đủ hết nha các bác, rất là mới. Bác nào sưu tầm con này thì alo cho em. Một con duy nhất em mới về ngày hôm qua nên em lên chi tiết cho các bác cùng xem. Đây, các bác alo cho hai số điện thoại này nha. Chuyển khoản đủ thì em bớt con này là 200.000, là còn là 18.8 triệu bao ship. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu em ship hàng. Máy bao zin và đẹp tuyệt đối cho các bác nha. Rồi sau đây em sẽ mở cái nắp này. Mở nắp này các bác chỉ cần việc là vặn hai ốc phía sau lưng này. Thôi, các bác mở ốp này nha, mở ốp này. Chúng ta đẩy cái nắp ra, không mở ốp nha các bác, chỉ cần mở hai ốc này, một ốc này, hai ốc này chúng ta rút đẩy ra là nó sẽ ra thôi nha. Vâng, mời các bác cùng xem độ đẹp của con 7001, nó là sexy 7 màu nha. Tăng phô sử dụng chung của dòng 8080db này các bác. Tụ lọc nguồn và tụ xuất âm là phần âm sắc cho bên trong, và 8 con sò sắt nha các bác. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, tất cả nguyên mộc nha các bác, nguyên keo hết. Đây có thấy chân sò này, nguyên mộc mặt hết nha. Máy trang bị 4 cầu điện để trưng với những dòng receiver của Sansui nên là rất là tiện cho các bác. Vẫn là sử dụng điện 100 hoặc là 220 gia đình thì các bác có thể chuyển cầu nha. Con này thì mới hết chỗ lợi bình luôn, chiếc xe 7 màu nữa. Bác nào lấy thì alo cho em, rất là mới nha, giá 19 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi và liên tục cập nhật những video mới nhất. Vâng, tiếp tục đó là một kho hậu QR6500. Em này thì chạy 8 con Toshiba chữ đỏ nha các bác, và công suất khủng 470W. Mới kèn nha. Con này vỏ gỗ và mặt tiền cũng như là tất cả nó cực đẹp luôn. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Giá là 19 triệu nha các bác. Mới kiến công luôn nha. Hay bật đèn lên nè. Đấy. Đẹp chưa? Những dòng receiver của Sansui không bao giờ làm chúng ta thất vọng về độ đẹp khi lên đèn. Đấy, mời các bác cùng ngắm vĩ điệp của nó từ những nấm nút nha. Không một tì vết nào luôn nha các bác. Con này ruột 7 màu mới kiến công luôn.
Đây vỏ gỗ này các bác, rất là mới luôn nha. Đây là phía trên tản nhiệt này, các bác nhìn này, rất là nét luôn nha. Mặt tiền thì bỏ qua nha các bác, không một tì vết nào mà mới long lanh luôn. Phía sau con này trạm loa rất là nhiều, tới 5 trạm luôn, 6,5 và 4 cái cầu chạy bảo vệ loa, một cầu chạy chính 470W. Đây là phần chuyển điện nha, nó chạy 4 cầu điện nha các bác, 4 cầu điện hiện tại nó để điện Mỹ là 120V. Rồi thì tổng quan nó rất là đẹp, mặt tiền đẹp không tì vết và vỏ gỗ quá là tuyệt vời. Đây bên trái này các bác. Đây. Giá trên là đã bao gồm phí ship nha, chuyển khoản đổ em bớt 200.000, cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu. Rồi sau đây em mở ốc và lôi em nó ra để các bác cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó nha. Vâng, nó quá mới nha các bác. Đây mời các bác cùng xem, cùng ngắm luôn nha. Chiếc xe 7 màu nha các bác. Nó xi vàng. Đây là 6 con tụ này các bác. Những cái tụ xuất âm. Có bụng tụ phụ này các bác. Đây. Một vé là 4 con Toshiba nha. Đây chiếc xe 7 màu luôn. 4 con Toshiba. Mới ký con. Đây các bác. Rất là mới. Đây, vé là vé bên tay trái này. Em bác nào yêu thích con này thì alo cho em nha. Samsung QR6500, 470W, 4 cầu điện, 5 trạm loa, chạy 8 sò Toshiba chi đỏ dòng receiver cổ của Samsung. Con này sản xuất ở thời kỳ 7X8X, chuyên trị những dòng loa nhằn dòng nhạc 75, bre, nhạc vàng, bolero, cổ điển. Rồi em Chí xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.